Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 126 gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đôn đốc triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong đó tập trung triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 2022-2023 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo đảm sản xuất kinh doanh an toàn, thích ứng tốt với các diễn biến tình hình dịch bệnh. Xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được giao tại nghị quyết số 11, trong đó căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế để xác định thứ tự ưu tiên gắn với thời hạn hoàn thành, có phân công, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phân nhiệm vụ rõ ràng đối với cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, bộ, cơ quan, địa phương trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện đối với từng nhiệm vụ, giải pháp trên nguyên tắc làm việc nào, dứt điểm việc đó. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa, thúc đẩy tích cực tăng thu ngân sách của nhà nước, triệt để tiết kiệm chi phí ngân sách nhà nước, nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, thu hồi các khoản kinh phí chi thường xuyên, chậm phân bổ, chậm triển khai, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Xác định, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022-2023 của từng bộ, ngành, địa phương. Phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao từ đầu năm, gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Có chế tài xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi tham nhũng tiêu cực, nhũng nhiễu, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thưa quý vị, với mục tiêu giảm từ 5 đến 10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình hàng năm, giai đoạn 2016-2020, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch số 370 về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022. Trong đó có một số mục tiêu cụ thể như giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch để đảm bảo giảm số ca mắc và số ca tử vong các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm, không để xâm nhập vào địa bàn tỉnh, tiếp tục tăng cường hoạt động phòng chống dịch COVID-19, thực hiện giám sát, phát hiện sớm để khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng, bảo đảm công tác phân tuyến điều trị giảm quá tải tại bệnh viện tuyến trên, thu dung cấp cứu điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, biến chứng, bảo đảm hoạt động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát các hoạt động tại địa phương, đảm bảo kinh phí, thuốc, vật tư hóa chất, nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh tại các tuyến. Đối với một số dịch bệnh như là bệnh cúm A, H5N1, cúm A, H5N6, bệnh COVID-19, SARS-CoV-2, 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời. Còn đối với một số bệnh như là bệnh Ebola, MERS-CoV, cúm AH7N9, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, liên quan đến việc cầu kính Sông Mây, cây cầu kính cao nhất Việt Nam tại Lai Châu có hiện tượng là nứt vỡ khi du khách đang trải nghiệm, khiến cho dư luận hoang mang. Theo phản hồi từ phía khu du lịch cầu kính Sông Mây, khẳng định rằng phần nứt vỡ trên cầu kính đã có từ lâu do công ty cố tình làm để tạo trải nghiệm cho du khách. Đại diện khu du lịch cầu kính Sông Mây cũng khẳng định loại kính dùng để xây dựng cầu kính này gồm rất nhiều lớp, hoàn toàn đảm bảo an toàn. Trước đó, phía công ty cũng đã từng thử nghiệm độ an toàn của loại kính này bằng rất nhiều cách như sử dụng các loại ô tô hạng nặng đi lên, sử dụng búa tạ để đập, sau đó tiếp tục kiểm tra độ an toàn khi đi trên lớp kính này. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cho rằng cầu kính Sông Mây bị nứt thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cầu kính Sông Mây nằm ở độ cao 2.200m so với mực nước biển, được đặt tại khu du lịch Sông Mây trên đèo Ô Quý Hồ thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, giáp với Sapa của tỉnh Lào Cai. Cầu kính được hoàn thành và đưa vào khai thác đã hơn 2 năm. Đây là cây cầu kính cao nhất Việt Nam, rộng khoảng 5m, dài 60m, tính từ buồng thang máy sát vách núi đá Sa Thạch trên dãy Hoàng Liên Sơn. Thưa quý vị và các bạn, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố điều chỉnh tăng mạnh giá xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 11 tháng 2 sau hơn 20 ngày không điều chỉnh giá. Trong bối cảnh, nhiều cửa hàng xăng dầu, đại lý nghỉ bán do thiếu xăng và thua lỗ. Trước tình trạng trên, nhằm hạn chế việc các nhà xe tăng giá vé bất thường đối với hành khách,
Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời sử dụng đường dây nóng để nhận phản hồi của người dân. Phản ánh chi tiết của phóng viên Quang Kha. Lưu lượng khách giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cùng với việc giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian qua, đã ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề tài chính, doanh thu của các nhà xe trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các đơn vị đều tuân thủ nghiêm quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như Sở Giao thông Vận tải, luôn cam kết không tự ý nâng giá vé, gây khó khăn cho hành khách các tuyến nội tỉnh cũng như liên tỉnh. Đối với giá xăng dầu hiện nay thì cũng tăng rất cao rồi, nhưng mà anh em nhà xe nội tỉnh chúng tôi vẫn giữ nguyên cái giá niêm yết của Sở Giao thông đưa ra. Đợi khi nào mà Sở Giao thông Vận tải tỉnh có nghị quyết tăng giá vé thì chúng tôi mới tăng theo. Chúng tôi vẫn bình ổn giá để cho bà con đi lại bình thường. Hiện nay bến xe khách tỉnh quản lý trên 50 tuyến xe khách liên tỉnh và 11 tuyến nội tỉnh. Trước tình trạng giá xăng dầu tăng liên tục, trong khi giá vé vẫn được bán niêm yết đúng giá theo quy định, gây khó khăn cho nhiều nhà xe. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải, không để xảy ra tình trạng giá xăng dầu tăng kéo theo giá xe khách tăng bất thường, Ban quản lý bến xe khách tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc thực hiện của các nhà xe. Nếu để xảy ra việc thu vé giá cao hơn với giá niêm yết, sẽ có các biện pháp xử lý kịp thời. Lượng hành khách không nhiều, nhưng mà nhà xe cũng phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt cái công tác kiểm tra giám sát về cái giá dịch vụ. Trong đó thì giá vé thì vẫn được giữ nguyên và đảm bảo không tăng cái giá vé để phục vụ cho bà con cũng như là hành khách đi lại thuận tiện trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Giá dầu tăng thì nhận định thì có thể nếu như mà còn tăng nữa hoặc kéo dài thì nhận định thì có thể các nhà xe, các doanh nghiệp vận tải sẽ có cái phương án tăng thay đổi sau này. Còn hiện tại cho đến thời điểm này thì các giá dịch vụ vẫn giữ nguyên, không có thay đổi, không tăng. Thì đây là thứ liên tiếp mà Liên Bộ Tài chính và Công Thương đã ra quyết định mà tăng giá xăng dầu. Và mức giá xăng dầu đã đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 8 năm qua. Và đối với các bến xe khách của tỉnh Lai Châu thì các nhà xe đã luôn cam kết là việc mặc dù là giá xăng dầu tăng nhưng cái giá vé không tăng. Nhiều tuyến đường nông thôn trong tỉnh đã có điện thắp sáng phục vụ đi lại của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, trong đó có sự đóng góp tích cực của tuổi trẻ. Nổi bật là công trình thắp sáng đường quê đã ghi nhận dấu ấn đẹp trong hành trình xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ, và các công trình này đều được xã hội hóa từ nguồn ủng hộ của hơn 20 chi đoàn thuộc các trường đại học thủ đô Hà Nội, hỗ trợ cho thành đoàn Lai Châu xây dựng công trình cột điện giúp thắp sáng các thôn bản trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận chi tiết của phóng viên thời sự. Tại xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, các con đường liên thôn bản chỉ có vài cột điện nhỏ, không đủ công suất chiếu sáng cho các bản, nên những hộ dân ở đây đều rất lo ngại khi đường đi vào buổi tối. Thành đoàn Lai Châu đã có sáng kiến huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các con đường điện thắp sáng, vừa phục vụ đời sống của người dân, vừa góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ đó, mô hình thắp sáng đường quê ở Sùng Phài được khởi công xây dựng và như một luồng gió mới làm đổi thay cuộc sống của người dân. Giờ đây các bản được đầu tư cột điện năng lượng mặt trời, giúp người dân yên tâm đi lại vào buổi tối và thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế, thắt chặt tình đoàn kết làng xóm. Đoàn thanh niên bản cũng huy động được 10 đoàn viên tham gia để hoàn thành mấy cái cột điện. Đối với công trình này thì nó được một cái ý nghĩa là thắp sáng từ ngõ ngách của bản để cho bà con đi lại nó thoải mái, thuận tiện và không phải đi vào những dây ngã, những chỗ hố. Bởi vì nhiều cái ngõ ngách mà không có cái đèn này thì mình đi lại nó khó khăn. Bây giờ nó có cái đèn này là cũng rất là thoải mái rồi, đi lại rất là thuận tiện rồi. Công trình thắp sáng đường quê là hoạt động đầy ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ thành phố phối hợp với đoàn thanh niên các trường đại học thành phố Hà Nội đẩy mạnh phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Hệ thống đường điện chiếu sáng năng lượng mặt trời được đầu tư hơn 20 cột điện với tổng trị giá 40 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các đoàn viên thanh niên ở các trường đại học. Công trình hoàn thiện không chỉ tạo điều kiện cho người dân trong xóm đi lại thuận tiện mà còn góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, giúp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Các công trình tình nguyện của sinh viên, cho bà con ở vùng dân tộc thiểu số cũng đã tìm hiểu, tìm đến bản Sùng Phài, tỉnh Lai Châu, bản còn khó khăn.
việc thực hiện công trình mà đoàn thanh niên đề xuất này gồm 21 đèn đường giao thông dùng năng lượng mặt trời cho bà con ở bản Sùng Phài được đánh giá là một hoạt động có ý nghĩa giúp cho bà con trong việc đi lại, đặc biệt là buổi tối, giúp bà con và học sinh có thể thuận lợi hơn trong việc đi lại trong bản. Việc đánh giá ý nghĩa của hoạt động này, chúng tôi cũng đã ủng hộ đoàn thanh niên nhà trường và đặc biệt là với cái tinh thần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đoàn viên thanh niên, đoàn thanh niên nhà trường cũng đã phối hợp với các đoàn viên của các trường đại học trong thành phố Hà Nội. Khi tuyến đường điện thắp sáng bản làng được bừng sáng, công trình thắp sáng đường quê là một trong những phần việc tuổi trẻ thành phố Lai Châu lựa chọn, triển khai thực hiện hiệu quả nhằm chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, thời gian qua, tuổi trẻ thành phố Lai Châu còn triển khai nhiều hoạt động, phát huy mạnh mẽ sức trẻ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Lai Châu, góp sức trẻ vì cuộc sống cộng đồng. Quá trình triển khai nhận được sự quan tâm phối hợp của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân. Trong thời gian vừa rồi thì đã được thành đoàn, tỉnh đoàn quan tâm và hỗ trợ cái đường điện chiếu sáng cho bà con nhân dân bản Xin Trải. Thì đấy cũng là một cái mà tạo cái niềm vui phấn khởi để cho bà con phát triển kinh tế rồi là an tâm sản xuất trong thời gian tới và cũng là một phần để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong bản. Thưa quý vị, khu trang trại của gia đình ông Chu Mụ Cà nằm ngay giữa cửa ngõ xã Ca Lăng, huyện Mường Tè, được đầu tư xây dựng theo mô hình vườn ao chuồng. Đây là mô hình đầu tiên tại vùng cao xã biên giới này. Sau hơn một năm triển khai, mô hình đem lại nguồn thu nhập bước đầu ổn định cho gia đình. Bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng đều thể hiện sự cảm phục bởi sự chăm chỉ chịu khó và quyết tâm làm giàu của gia đình ông. Từng giữ chức vụ là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ca Lăng nên từng được tham quan rất nhiều mô hình phát triển kinh tế ở các địa phương trong tỉnh, thậm chí là ở các tỉnh bạn. Năm 2020, ngay sau khi nghỉ hưu, với mong muốn làm giàu từ nông nghiệp, ông Chu Mụ Cà bắt đầu triển khai ý tưởng làm mô hình VAC. Khu vực trang trại của ông được xây dựng thành nhiều khu, khu trồng lúa, khu trồng cây ăn quả, khu trồng mắc ca sen trồng xả lấy tinh dầu, khu đào ao thả cá và khu chăn nuôi. Sau hơn một năm triển khai, hiện ông Cà đang sở hữu một ao cá với 400m2, trên 80 con vịt, gần 100 con gà, 1,3 hectare mắc ca với 130 gốc cây. Ngoài ra còn có hơn 2 hectare sa nhân tím đã cho thu hoạch, 0,5 hectare lúa nước và 0,6 hectare ngô. Hiện nay, trang trại vàng theo mô hình vườn ao chuồng cho doanh thu mỗi năm trên 150 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, bình quân thu nhập đạt từ 80 đến 100 triệu đồng. Trước khi tôi làm cái mô hình VAC này thì tôi bắt nguồn từ cái chỗ là tính tương lai và tính lâu dài. Thì tính làm sao là mình phải làm một cái mô hình VAC đầu tiên thì làm để cho mình có cải thiện, nâng cao cuộc sống của hộ gia đình từng bước. Sau đó mình vừa học vừa làm vừa rút kinh nghiệm mà đã làm được thì để cho đồng bào bà con đi lại thì nhìn thấy và có thể mình còn học hỏi kinh nghiệm ở bên ngoài mà đã làm nên được sự việc theo cái ý tưởng của mình rồi thì sẽ để nhân rộng ra cho bà con xung quanh trong hàng xóm để cho bà con học hỏi kinh nghiệm. Thì đấy là một tài liệu cho mình. Cái thứ hai là để nhân rộng ra cho hàng xóm trong bản trong làng. Hiện nay, với một mô hình kinh tế nông nghiệp khép kín, với cách làm bài bản, bước đầu đã đem lại giá trị kinh tế hiệu quả. Mô hình VAC của ông Mô Trụ Cà ở xã Ca Lăng đã thu hút được rất đông người dân trong xã đến tham quan, hỏi thăm kinh nghiệm và cũng được xã hướng đến là mô hình điểm để giúp bà con trong vùng biên này có thể thay đổi nếp nghĩ cách làm. Trước đây trên địa bàn xã Ca Lăng chưa có cái mô hình VAC. Từ năm 2019 có gia đình anh Chu Mụ Cà thực hiện cái mô hình VAC. Thì qua 2 năm gia đình anh Chu Mụ Cà thực hiện thì bước đầu thì có kết quả. Do vậy là cấp ủy đảng chính quyền địa phương phối hợp với gia đình anh Mụ Cà để cho người dân học hỏi thì mô hình VAC, đồng thời là mở rộng
cái mô hình VAC trên địa bàn xã Ca Lăng. Mô hình trang trại VAC của ông Mô Trụ Cả là một trong những mô hình điểm được xã khuyến khích phát huy hiệu quả, quan tâm hướng dẫn bà con trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm nay, huyện Tân Uyên gieo cấy trên 1.700 ha lúa các loại. Đến nay, bà con nông dân trong huyện đã gieo cấy xong 100% diện tích. Để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hiện huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con tích cực chăm sóc và bảo vệ diện tích đã gieo cấy. Điểm mới trong gieo cấy vụ chiêm xuân năm nay của huyện là bà con nông dân đã chủ động gieo cấy xong trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần và tiếp tục đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy đại trà, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Tranh thủ thời tiết thuận lợi vào những ngày đầu xuân năm mới, bà con nông dân ở một số xã thị trấn của huyện Tân Uyên đang tích cực xuống đồng chăm sóc bảo vệ diện tích lúa đã gieo cấy, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Đối với diện tích lúa trà sớm đang trong giai đoạn bén rễ hồi xanh, hiện bà con nông dân đang xuống đồng làm cỏ, bón phân cho diện tích này. Còn đối với diện tích lúa trà muộn, huyện chỉ đạo bà con chủ động theo dõi, điều tiết nước cũng như chăm sóc kịp thời, phấn đấu một vụ mùa bội thu. Gia đình tôi tranh thủ từ tiết làm phân bón ruộng cho năng suất hiệu quả kinh tế cao. Theo kế hoạch vụ chiêm xuân năm nay, toàn huyện Tân Uyên gieo cấy trên 1.700 ha, chủ yếu là các giống như là sánh cù hương thơm HN6, PC6, để đảm bảo năng suất sản lượng cao trong vụ chiêm xuân năm nay. Cùng với chỉ đạo việc huy động vật tư phân bón, huyện cũng đang chỉ đạo bà con nông dân tích cực chăm sóc và bảo vệ lúa. Điểm mới trong gieo cấy vụ chiêm xuân năm nay của huyện là tiếp tục đưa những giống lúa có năng suất chất lượng cao vào gieo cấy đại trà, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân và duy trì diện tích tăng vụ, đặc biệt là bà con đã chủ động gieo cấy sớm, hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán 2022 và là một trong những địa phương có diện tích gieo cấy lớn nhất trong toàn tỉnh. Trên bản huyện Tân Uyên, cơ bản đã hoàn thành gieo cấy vụ đông xuân đạt trên 100% diện tích với tổng diện tích trên 1.750 ha vụ đông xuân. Để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất và sản lượng theo kế hoạch đề ra, địa phòng cùng với trung tâm dịch vụ nông nghiệp cùng với các xã thị trấn thường xuyên theo dõi đồng ruộng, hướng dẫn nhân dân thực hiện chăm sóc đảm bảo theo quy trình kỹ thuật, thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh hại, hướng dẫn nhân dân thực hiện phòng trừ khi đến điểm ngưỡng phòng trừ để thực hiện bảo vệ cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt và đảm bảo năng suất sản lượng theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Đối với công tác chăm sóc bón phân thì hướng dẫn nhân dân thực hiện bón lót trước khi cấy, sau khi cấy thực hiện bón thuốc và trong đấy chú trọng bón các loại phân hữu cơ và bón cân đối các loại phân bón như đạm, nhân, kali để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt đúng với từng thời kỳ, từng giai đoạn của cây lúa. Cùng với đó, hiện nay do thời tiết nóng ẩm và mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát triển và gây hại. Do vậy, trong thời gian tới, theo khuyến cáo của các đơn vị chuyên môn, chính quyền các xã thị trấn cũng cần tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân tăng cường tham đồng theo dõi, phát hiện sâu bệnh hại lúa để phun thuốc kịp thời, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, làm ảnh hưởng đến năng suất sản lượng lúa chiêm xuân trên địa bàn. Và đến đây, thời lượng của chương trình Khởi động ngày mới cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.